vừa đi viếng về xong đây, đi viếng về khóc đỏ cả mắt đây. Đi viếng bác Trọng về khóc đỏ cả mắt đây. Em chào sư phụ Kiên Bốt nha. Đi viếng bác à, vừa đi thắp hương rồi nhá, vừa đi sang nhà bên Đông Anh, nhà gốc của bác ấy ở bên Đông Anh, thắp hương khóc đỏ cả mắt đây. Vừa đi thắp hương nhà bác, ở nhà bác Nguyễn Phú Trọng ở bên Đông Hội Đông Anh Hà Nội, khóc đỏ cả mắt đây. Đông lắm, đông người đến lắm anh ạ. Đến đấy nó mới xúc động anh ạ. Ngày mai vẫn từ 7 giờ đến 10 giờ tối. 7 giờ sáng đến 10 giờ tối nhá. Ai ở gần thì đến thắp cho bác nén nhang. Nhớ mang chứng minh thư gắn chip đi mới được vào. Căn cước. Bạn ở gần nhà bác luôn, không gần nữa, cách mấy chục cây nữa. Cách mấy chục cây nhưng vẫn sang được mà. Cách nhà bác mấy chục cây. Cách nhà bác khoảng 30 cây. Yên Mỹ. Từ Yên Mỹ đi ra Đông Anh 30-35 cây. Chưa đến 30 cây. Ngay cầu Đông Trù đi xuống.